Rồi, chào tất cả mọi người đến với video mình nhé. Đây, hiện tại đang có một bộ chú ngựa rất là đẹp luôn anh em nhé. Bộ này thì mới lót thôi. Thì nói chung thì bộ này thì hiện tại nó đang ở xưởng gia công nên là nhìn nó rất là bết bát mình nhé. Nó không có được mượt, bởi vì cái bộ này thì em cũng chưa làm xong đâu. Bộ này thì em mới gọi là lót thôi, chưa có, nói chung là chưa có hoàn thiện. Thì hiện tại bộ này là bao đẹp hai mặt cho anh em luôn nhé, hàng chủng bìa luôn. Thì đấy, anh em có thể nhìn thấy cạnh này, quay chi tiết cho anh em luôn. Nên nói chung thì bộ này là kích thước của nó đang là rộng 1m78 anh em nhé, dày 20 và dài là 3m21. Thì nói chung em cũng có ghép một đoạn video sau là video hàng mộc chưa lót luôn anh em nhé. Video sau là video hàng mộc chưa lót luôn, hàng nói chung là cho anh em xem chi tiết luôn. Anh em nói chung là chuẩn bị tới cái đoạn là video có hàng mộc cho anh em xem luôn. Tại vì dạo này thì em cũng có thời gian nên là em sẽ quay chi tiết hết cho mọi người xem sản phẩm bên em nhé. Thì hiện tại bộ này là bao đến 6 mặt cho anh em nhé, hàng không lỗi. Bộ riêng bộ này là hàng bao đến 6 mặt cho anh em không lỗi nhé. Thì bộ này thì hiện tại thì em cũng đang bán giá là 87 triệu làm bao ship cho anh em. 87 triệu là chân đầy đủ em bao ship cho anh em nhé. Hàng rất là đẹp luôn. Đây, đây là cái video mà lúc cùng mọc anh em ạ. Video lúc mọc là chưa lót hay chưa gì hết nhé. Anh em có thể nhìn thấy kỹ nhé. Đúng cái tấm bên đầu đúng không? Đúng không mọi người? Đấy, nhìn văn giống hết luôn. Chứ không phải là em lấy tấm này quay tấm khác đâu. Nói chung cái này là hai tấm anh em nhé. Cái này nói chung là hai tấm này là cùng một video nhé. Đấy, cái này là em quay từ hồi trước kia, nhưng mà do em không có thời gian đăng nên là hôm nay là em sẵn quay luôn cái video lúc lót rồi, xong rồi em ghép cái video mộc này vào luôn cho anh em xem chi tiết luôn. Thì đấy, bộ này thì nó rộng 1m78, dài 20 và dài là 3m21, giá thì 87 triệu cho anh em nhé. Còn anh em nào nếu mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo là 0333338719 nhé. À, này là bao đẹp cho anh em 6 mặt luôn. Em quay là em quay chi tiết cho mọi người xem luôn. Nói chung là đầu cạnh quay hết các hình tật luôn. Đấy, nói chung bộ này nếu mà hoàn thiện lên rất là đẹp luôn nhé. Chỗ nào thì ví dụ chỗ nào nó thiếu màu thì em sẽ giảm thêm một ít màu cho nó đẹp, cho nó đồng cái tấm cổ luôn cho anh em nhé. Hàng rất là nét luôn. Đấy, quay chi tiết cho mọi người luôn. À quên, cái này là gỗ gõ hay cốt Nam Phi anh em nhé. Em cũng quên nói với mọi người. Thì anh em nào nếu mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé.